Hàng ngày có hàng trăm những bản mod được tạo ra từ cộng đồng hàng triệu người chơi Minecraft trên khắp thế giới. Tuy vậy thì số mod được công khai và được Mojang chứng nhận là an toàn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy chuyện gì đã và sẽ xảy ra với tất cả những số mod còn lại? Nếu mà chúng chỉ đơn giản là biến mất thì tất nhiên chúng ta sẽ chẳng biết tới chúng và cũng sẽ chẳng có video này. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của những bản mod đã bị Mojang chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại. Trên thực tế thì Mojang mỗi năm vẫn đều cập nhật những bộ luật và chính sách áp đặt lên Minecraft. Và cứ mỗi lần như thế thì y như rằng là sẽ có một sự kiện phản đối lại bùng nổ. Lấy đơn cử như là sự kiện Save Minecraft vào năm ngoái, với bản cập nhật gây chối nhất lịch sử Minecraft với cái tính năng là báo cáo tin nhắn của người chơi khác. Ngoài ra thì gần đây, sau khi công khai bản mới nhất của chính sách tạo nội dung trong Minecraft, thì Mojang lại tiếp tục xóa sạch hàng loạt những server dành cho người lớn ở trên khắp thế giới. Thực tế thì chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mod cũng phải hứng chịu đợt truy quét này. Với đơn cử điển hình nhất mà chúng ta có thể nhắc tới là Kidnap Mod, hay dịch tiếng Việt là bản mod bắt cóc. Về cơ bản thì các bản mod này chỉ là một điều duy nhất mà người tạo ra nó đã mô tả, đó là cho phép người chơi bắt cóc các nhân vật ở trong game. Cơ mà thì cũng có một vài cái hơi bạo lực, kiểu như là chói nhân vật hay là tự chói bản thân mình. Yeah, tự chói bản thân mình đó anh em. Tôi không biết là để làm cái gì nhưng mà chắc là sẽ có người thích. Thì bản mod này đã bị Mojang cho biến mất khỏi trái đất một cách chóng vánh mà không rõ lý do, cho đến khi chủ nhân của bản mod này lên tiếng. Cậu ấy nói rằng Mojang đã gửi email cho cậu ấy và bắt buộc cậu ta phải gỡ bản mod này trên mọi nền tảng. Và Mojang nhấn mạnh rằng họ không muốn những bản mod như vậy tồn tại ở trong Minecraft. Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, khi mà Mojang gần đây rất kiên quyết với việc ngăn chặn bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến trẻ em xuất hiện ở trong tựa game của bọn họ. Mojang sau đó đã đưa bản mod này vào danh sách đen và bất cứ server công khai nào chạy bản mod này đều sẽ bị Mojang đánh sập. Thật đáng tiếc cho chủ nhân của bản mod đã phí hoài 2 năm của cuộc đời mình chỉ để tạo ra thứ mà không biết rằng nó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Thực tế thì cộng đồng người chơi Minecraft không chỉ có trẻ em đúng không? Tất nhiên là nó sẽ có một lượng lớn người chơi đã trưởng thành và có thể là bọn họ sẽ thích những bản mod như thế. Thế nên có một vài người đã đưa ra ý kiến rằng tại sao Mojang không tạo ra một client dành riêng cho người lớn để bọn họ có thể tự do làm những thứ mà bọn họ muốn. Tuy rằng đây có vẻ là một quan điểm và cách giải quyết nghe khá là hay ho, nhưng khi chúng ta đứng về góc nhìn của một doanh nghiệp lớn như là Microsoft thì điều này không được tốt một tí nào. Minecraft là một tựa game được quảng cáo là dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Thế nên cái việc người ngoài nhìn vào như thế nào nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái việc phục vụ một lượng nhỏ người chơi đã trưởng thành. Và tất nhiên chuyện về một phiên bản Minecraft riêng biệt được tạo ra chỉ dành cho người lớn sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy vậy thì vẫn có nhiều bất cập về việc cho những mod liên quan đến bắt cóc và bạo lực vào danh sách đen. Trên thực tế thì chúng ta thấy rất nhiều những bản mod liên quan đến súng ống, xe tăng và chiến tranh tràn lan trong cộng đồng Minecraft. Và bằng một cái lý do thần kỳ nào đó không rõ ràng thì những bản mod này lại được phép phát hành và chia sẻ công khai. Nhiều người cũng đặt ra một câu hỏi tương tự rằng tại sao bắt cóc thì bị cấm nhưng chiến tranh thì lại được cho phép? Chẳng lẽ chiến tranh không ảnh hưởng gì đến trẻ em hay sao? Thực tế thì đến giờ mình cũng chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi trên. Nếu anh em nào nghĩ ra một câu trả lời hợp tình hợp lý thì có thể để lại dưới phần bình luận nha. Ngoài ra, nhìn vào mặt khác của các cuộc càn quét gần đây của Mojang thì những bản mod tuy gọi là bị xóa bỏ hoàn toàn nhưng thực tế thì một khi thứ gì đó đã được đăng tải trên Internet thì nó sẽ vĩnh viễn tồn tại trên Internet dù cho bạn có muốn xóa nó đi bằng cách này hay là cách khác. Ví dụ như là bản mod Kidnap nói trên thì nó đã được các người chơi rải ra hàng trăm website ở trên khắp thế giới ở một tốc độ không thể nào kiểm soát được. Ngoài ra thì đơn cử với những bản mod ở nội địa Trung Quốc thì đến bố Microsoft cũng không làm gì được chứ đừng nói là Mojang. Thế nên việc nói rằng Mojang chỉ đang chối bỏ sự tồn tại của những bản mod này mới là câu đúng chứ không phải là Mojang đã xóa sạch hoàn toàn những bản mod mà họ không thích. Và nếu các bạn có theo dõi những cộng đồng có liên quan tới các bản mod không dành cho trẻ em thì chắc chắn các bạn đã biết được rằng tất cả những bản mod đó đều đã bị cho vào danh sách đen đi kèm với các server đang chạy chúng. Điều này là tốt với các bạn nhỏ, nhưng có vẻ là xấu với những người hâm mộ và những người đã tạo ra bản mod đó. Chúng ta biết rằng chúng vẫn còn tồn tại, vẫn còn hiện hữu trên Internet thì rất khó để có thể ngăn chặn được trẻ em truy cập vào những bản mod này. Việc Mojang có thể làm bây giờ là phải bằng cách nào đó có một hệ thống kiểm soát độ tuổi truy cập game tốt hơn, đi kèm với việc giới hạn độ tuổi truy cập ở một vài server và bọn họ phải thừa nhận rằng cách duy nhất để có thể kiểm soát chúng là sống chung với lũ mà thôi.
Và ngoài lề một chút, nếu thực sự các bạn đến với video này chỉ đơn giản là muốn biết những bản mod nào đã bị xóa thì mình cũng có một số cái cho các bạn. Và mình sẽ để nó ở phần này của video bởi vì mình biết rằng là sẽ ít người coi được đến đoạn này. Đúng không? Đúng không? Ok. Thì chúng ta sẽ tới với một vài cái bản mod đã bị chối bỏ hoàn toàn sự tồn tại bởi Mojang. Đầu tiên, điển hình Jmod. Một bản mod mà mình đã làm hẳn một cái video nói về nó rồi. Tất nhiên là mình nghĩ là ai cũng sẽ biết nó có thể làm được những cái gì. Một cái tương tự đó chính là Smod, cũng khá là tương đương với lại Jmod, giống như là một phiên bản khác hơn. Cái tiếp theo là Additional C. Với các bạn, nó sẽ nhuốm màu cả thế giới của các bạn thành một màu trắng. Và tất cả những thứ gì các bạn có thể tạo ra được đều có thể nhuốm cái màu trắng đó lên. Mình sẽ cố gắng không giải thích quá chi tiết về cái bản mod này. Cái tiếp theo nghe nó khá là kỳ, nhưng mà cái bản mod này vẫn đang được chia sẻ công khai. Đó chính là Figure Mod. Bản mod này cũng không có gì xấu xa lắm đâu. Nó chỉ đơn giản là cho phép các bạn tạo nhân vật ở trong Minecraft mà thôi. Tuy vậy thì một lượng lớn cộng đồng người chơi người lớn đã cho thêm những cái phần phụ cho các bản mod này, giúp bọn họ có thể tạo ra được những thứ phải nói là đặc sắc hơn một tí xíu. Tiếp theo đó chính là ba cái resource pack, bao gồm LCrab, NCrab và... Một cái resource pack này mình không thể nào đọc hết tên của nó được. Cả ba resource pack này đều biến Minecraft trở thành một mình phải nói nó như thế nào nhỉ? Tựa game khác. Đó là điển hình cho những bản mod đã bị xóa, hầu hết là dành cho người lớn. Và thực tế thì chỉ có một lượng rất nhỏ những người chơi là fan hâm mộ của những bản mod và resource pack này, và bọn họ phản đối với những hành động của Mojang gần đây mà thôi. Tuy vậy thì theo bản thân mình, ai cũng có cây đúng của họ. Thứ duy nhất mà mình thấy vẫn đang diễn biến bây giờ là những bản mod này vẫn tồn tại và vẫn đang được duy trì bởi một lượng nhỏ người chơi ở trong một cái cộng đồng nho nhỏ nào đó. Còn Mojang thì vẫn cứ tiếp tục công việc của bọn họ, công khai rằng bọn họ sẽ xóa hoàn toàn tất cả những bản mod đó trên khắp Internet, biến Minecraft trở thành một tựa game phù hợp với trẻ em nhất có thể. Anh em hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận. Và những anh em nào muốn đề xuất cho mình những dạng nội dung nào mình đang làm tiếp theo thì có thể tham gia vào Discord của mình, link mình sẽ để dưới phần mô tả. Cộng đồng của chúng ta toàn là người tốt và toàn là weebu, nên là anh em cứ tự do thể hiện cá tính của mình. Ngoài ra thì mình cũng có làm video về một bản map đã bị cấm ở Việt Nam. Nếu anh em muốn biết thông tin về bản map này thì có thể coi video đang được hiển thị ở trên màn hình. Và chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.